Toàn chức Pháp Sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong, được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu nét cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Phần 10 tập 11, cậu sẽ hại chết tớ mất, Triệu Mãn Duyên lải nhải giờ phút này hắn đang có một đôi cánh màu vàng giống như một con đại bàng ở phía dưới một m thì ô dương tướng quân đang còn tùy ý phá hoại muốn trèo lên chỗ cao để chém giết thoải mái nhưng viêm nữ cơ không cho nó cơ hội cứ một lần oanh tạc thì số vết thương trên người ô dương tướng quân lại càng nhiều hình thể các sinh vật càng lớn thì sức sống càng dai mạc phàm và triệu mãn duyên không thể cho nó làm sằng bậy quá lâu bay trên cao để tìm cơ hội thích hợp để ra tay xuống mạc phàm nói với triệu mãn duyên ngay bây giờ sao triệu mãn duyên hỏi ngược phí lời mạc phàm gắt triệu mãn duyên mang mạc phàm từ hơn một m xuống dưới toàn thân mạc phàm tỏa ra ánh chớp táo bạo như thiên phạt phóng xuống từ chín tầng trời phóng xuống đầu ô dương tướng quân tia xét này đã được mạc phàm tích tụ từ lâu uy lực nhất định sẽ cao hơn bình thường không chỉ gấp đôi lôi điện như mũi khoan to dần phóng xuống ẩm ẩm mạc phàm xuyên một lỗ thủng vào đầu ô dương tướng quân não phun ra tung tóe ô dương tướng quân đang bận đối phó với viêm nữ cơ nào biết được Mạc phàm đứng lên phía đỉnh đầu dùng lôi điện tích tụ đã lâu nổ một phát làm nó lảo đảo viêm nữ cơ cũng tâm ý tương thông với Mạc phàm nhân cơ hội này gọi ra thiên địa kiếp viêm chân chính kiếp viêm bùng cháy nhanh chóng thành một cây kiếm trước mặt viêm nữ cơ thanh kiếm to như nhà cao tầng hỏa liên tỏa ra làm cây cối trong phạm vi một km hóa thành cho bụi thanh kiếm lửa đâm vào vị trí tổn thương trước ngực của ô dương tướng quân đâm sâu được một trên ba hỏa diễm hừng hực truyền vào trong cơ thể nó tùy ý thiêu đốt gào 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 ô dương tướng quân phát tiếng kêu thảm thiết tà khí phun như khí gas theo miệng kiếm ô dương tướng quân cũng theo đó mà nhỏ lại trước đó vẫn là một con quái vật cao to sừng sững không lâu sau thì biến mất trong ngọn núi nhỏ tiểu ô dương biết mình không phải đối thủ của những người kỳ lạ này bắt đầu chạy trốn nhưng nào biết được viêm nữ cơ đã nhìn thấu lớp ngụy trang vụng về dùng ma pháp không gian hệ tóm nó trở về tiếp tục dùng thiên địa kiếp viêm để chăm sóc nó nướng nó một cách mãnh liệt viêm nữ cơ cũng đã nghe thấy mặc Phàm muốn ăn thịt cừu nướng lên sẽ ngon miệng hơn vãi chưa từ khi nào mà tiểu viêm cơ nhà cậu nghịch thiên như thế triệu mãn duyên cảm khái vốn là một con quái vật quét ngang quét dọc nhưng khi đối mặt với tiểu viêm cơ thì không cách nào thể hiện sức mạnh của bản thân con bé bây giờ là cấp thống lĩnh rồi mạc phàm nở nụ cười nói không phải là cách cấp quân chủ rất gần rồi chứ triệu mãn duyên thở dài nói tiếp trưởng thành đã có sức chiến đấu như này rồi chẳng phải khi đến kỳ thành thục thì sức chiến đấu sẽ vượt qua sinh vật cấp quân chủ bình thường rồi sao? Cậu đúng là lượng được bảo bối rồi. Cậu biết tôi phải bỏ ra bao nhiêu tiền sữa bột không?" Mạc Phàm nói. Số tiền dành cho tiểu Viêm Cơ không kém gì Mạc Phàm, trước đó Linh Linh có nói từ khi bắt đầu cho ăn sữa bột tốt nhất, sau lớn lên sẽ có thực lực mạnh hơn rất nhiều so với chủng tộc Viêm Cơ. Dù sao thì Viêm Cơ cũng là tinh linh hỏa diễm độc nhất vô nhị, hỏa diễm càng mạnh thì tiềm năng được kích phát cũng càng tăng. Cái tên chăn cừu cũng bình thường thôi, chỉ khó đối phó một chút nhưng cũng không tới mức giết chúng ta được triệu mãn duyên nói mạc phàm lắc đầu nói như thế thì cậu nhầm rồi tên kia vứt ô dương tướng quân ở đây không có thu hồi lại có nghĩa là không quan tâm tới triệu hoán thú này hơn nữa tên đó được gọi là người chăn cừu cậu gặp người chăn cừu nào nuôi mỗi một con cừu chưa triệu mãn duyên kinh ngạc nói con mẹ nó không phải tên kia sẽ có một đám quái vật như này đó chứ gần như là thế người chăn cừu này thực lực rất mạnh chúng ta đuổi theo cũng chưa chắc đã ngon ăn mạc phàm nói không lâu sau thì mạc phàm tụ hợp lại với tề dương tề dương cũng là một thẩm phán viên có kinh nghiệm làm tốt trong việc ngăn chặn nguy hiểm lại khi mạc phàm chiến đấu thì lập tức ngăn những chiếc xe lại không để cho những người trên đường cao tốc chịu ảnh hưởng vẫn có một người chết trên xe nhưng cũng đã tổn thất ít mấy người nha không nói hiện tại đã mất dấu mục tiêu quan trọng rất nhanh dư luận sẽ chỉ trích mấy người làm chuyện bất lợi phá đường cao tốc gây ra khủng hoảng trong xã hội vân vân và mây mây tề dương thở dài nói không sao nhiều kẻ ngu như thế thì chăm sóc tâm tình làm thế nào được chúng tôi chẳng muốn sống hộ triệu mãn duyên nói yên tâm hai tên kia chạy không thoát được đâu tôi biết bọn chúng ở chỗ nào mạc phàm cười mở bàn tay ra chậm rãi một tinh linh hắc ám nhỏ như mũi bay tới đậu trên lòng bàn tay nói bọn chúng vượt qua núi đi về phía thành phố cũng xảo quyệt thật đi ngược đường cũ muốn trốn ở trong thành phố sao trốn vào thành phố tề dương sửng sốt đúng lúc đó thì một đội tìm kiếm của tề dương cũng thông báo lại cho hắn qua bộ đàm nội dung tương tự như mạc phàm vừa nói rốt cuộc làm sao cậu biết hai tên kia không trốn trong dãy núi mà là trở lại thành phố nam bình tề dương hỏi đây là một năng lực tôi mới nắm giữ cụ thể như nào thì tôi không nói chi tiết được xem ra tình báo đã xác thực là đúng rồi phải không mạc phàm nói ừ đúng là như vậy tề dương nói làm tổ trưởng tổ dự phòng thì phương diện truy tìm của tề dương cũng được xếp vào loại xuất chúng nhưng không hiểu tại sao mạc phàm nắm được vị trí của hai tên kia bất kể là người chăn cừu hay trình anh thì cũng xảo quyệt thành tinh tình huống bình thường thì bọn họ đã mất dấu hai tên kia từ sớm rồi thậm chí còn không biết hai người vẫn chưa rời khỏi thành phố tiếp theo chúng ta không để làm việc không để bọn chúng sinh ra lòng nghi ngờ là tốt rồi trong một tuần này bọn chúng sẽ không sẽ làm điều sằng bậy gì mạc phàm nói đúng vậy càng cao tầng trong hắc giáo đình thì càng phải cẩn thận nhưng mà bọn chúng vừa trốn về thành phố không muốn chúng ta theo dõi như vậy sẽ làm mọi chuyện trở nên phiền phức hơn dẫn độ giả chịu trách nhiệm mang thành viên hắc giáo đình về mà không xảy ra sai sót nào xem ra lần này chúng ta chúng ta có thể câu được cá lớn người chăn cừu thật không nghĩ tới nhiều năm qua không chạm mặt được với loại nhân vật này trong hắc giáo đình tề dương hơi hưng phấn nói hắc giáo đình đã có tiếng xấu trên thế giới thẩm phán giả có thể tiêu diệt được một chấp sự áo lam là lập công lao lớn rồi rất có cơ hội được thăng chức chứ chưa nói đến tiếp xúc được với người quan trọng hơn như là dẫn độ Tề Dương cảm thấy lần này đi theo Mạc Phàm thì có thể lập được đại công. Thời gian chỉ còn 3 ngày, sau 3 ngày thì Mạc Phàm sẽ đi theo Trình Anh và người chăn cừu đến sân bay. Khi đến đó thì phải hết sức cẩn thận, đề phòng thành viên Hắc giáo đình nghi ngờ. Vì lần này đi sâu vào giáo hội của chúng cho nên sẽ không có viện trợ, sẽ không có cường giả sau lưng tiếp ứng. Người nào đột nhập đều như vậy thôi, bước xuống vực sâu ngàn mét không có biện pháp an toàn. Phía dưới thì đen kịt cũng không biết có cạm bẫy gì đang chờ đợi, cũng không thể xác định sâu bao nhiêu mạc phàm không thương lượng cùng bất kỳ ai muốn tiếp tục đuổi theo điều này làm cho mục ninh tuyết rất tức giận ít nhất là khi làm chuyện này thì cũng phải thương lượng với cô ấy biết mạc phàm sẽ không nghe lời giải thích của mình nhưng ninh tuyết vẫn bất mãn với hành vi không chịu nói của hắn mạc phàm bồng nhiên mục ninh tuyết đẩy cửa vào sắc mặt không được tốt tuyết tuyết sao em lại tới đây rồi mạc phàm ngạc nhiên nói em đã nghe tất cả mọi chuyện rồi anh thật sự sẽ tiếp nhận chuyện nào sao mục ninh tuyết hỏi ừm um. mạc phàm gật gật đầu đeo vào mục ninh tuyết mở bàn tay trắng nõn như tuyết ra trong lòng bàn tay có một chiếc nhẫn màu xanh nước biển ồ mạc phàm ngạc nhiên nhìn ninh tuyết không thể nào cô ấy lén mua nhẫn đôi từ khi nào vậy chuyện như này không phải hai người bọn họ nên cùng nhau đi sao nhìn chiếc nhẫn này mạc phàm gãi đầu nở nụ cười hoang mang thoáng nói anh vân không nên đeo thì hơn nếu như em nói với anh là chờ anh về thì chúng ta sẽ đính hôn hay cái gì đó thì anh sẽ không trở về được loại căn dặn này khá là xấu đây là nhẫn vernis em lấy được trong trận quốc phủ có thể dùng được mục ninh tuyết không vui nói ồ ồ anh còn tưởng là nhẫn đính hôn của hai ơ nữa chứ mà tuyết tuyết sau khi quay về thì hãy tính chuyện của hai ta nhé mạc phàm hí hửng nói các học viên quốc phủ tham gia quyết chiến đều được cho một nhẫn vernis nhưng nhẫn được phát có cấp bậc không quá cao chỉ có nhẫn vernis trên tay mục ninh tuyết mới được xem là chính tông là phần thưởng đặc biệt cho tuyển thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất mục ninh tuyết từng là một tuyển thủ quốc phủ bị đào thải tiếp theo là thoát khỏi thế tộc. Cho đến lúc thi đấu quốc quán về lại được tuyển thủ quốc phủ, chứng minh tai tiếng xấu của Hắc giáo đình mà bản thân phải gánh vác. Những người xem cuộc thi đấu cũng đã khen ngợi thán phục, vì lẽ đó mà phần thưởng đặc biệt này dành cho Mục Ninh Tuyết. Chiếc nhẫn Vernis của Mạc Phàm bị dê lôm phá tan, mà những người tổ chức cũng keo kiệt, nhẫn nát trong quá trình chiến đấu mà họ cũng không cho cái khác. Đeo vào, nếu không em làm anh đông cứng ở đây ngay bây giờ này, ngữ khí Mục Ninh Tuyết không cho Mạc Phàm có quyền từ chối. Mạc Phàm tin chắc Mục Ninh Tuyết sẽ làm như vậy thật cho nên vội vàng đeo vào, nói thêm vài câu cho cô ấy bớt lo. Mục Ninh Tuyết sẽ không lo lắng vào những ngày thường, ngày thường Mạc Phàm có đi sa mạc, đi vào rừng sâu núi thẳm là bạn với yêu ma, mà những nơi này thì Mạc Phàm tự biết chừng mực, có năng lực tự bảo vệ bản thân. Nhưng lần này Mạc Phàm phải đối mặt với Hắc Giáo Đình, còn là một Hồng Y đại giáo chủ. So với đám yêu ma còn đáng sợ hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, là ác quỷ đội lốt ra người, làm sao mà không lo lắng được cơ chứ? Tuyết Tuyết, mạc phàm kiên quyết nhìn mục ninh tuyết cầm lấy tay muốn nói với cô ấy những lời từ tận đáy lòng nhưng mà vừa nghĩ tới những lời giải thích hoang đường vừa rồi vẫn là lắc đầu nói quên đi tốt nhất là anh không nên nói sợ chúng phải những kịch bản trên mấy chương trình truyền hình muốn nói gì thì cứ nói đi lớn thế rồi còn mê tín mục ninh tuyết nói ồ được mạc phàm gật đầu nói sau khi anh trở về thì hai ta đính hôn nhé không được do dự hồi lâu nhưng ninh tuyết vẫn từ chối tại sao mạc phàm cảm thấy nói những lời này vào lúc này sẽ thành công dù sao lần này cũng đi xuất trinh mục ninh tuyết không trả lời mà chỉ dặn mạc phàm về núi phàm tuyết một chuyến tới chỗ du sư sư xem một ít thứ liên quan tới đồ đằng cụ thể là nguyệt nga hoàng sắp vào vòng luân hồi mạc phàm vẫn muốn hỏi rõ nguyên nhân nhưng ninh tuyết không trả lời cho nên hắn đành tiếc nuối rời đi chờ mạc phàm đi mục ninh tuyết mới lắc đầu tự chế diễu bản thân tự nhủ mới lúc nãy nói đừng có mê tín kết thúc video các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh triệu gia chuyện được dịch bởi đặt lê Viu. triệu gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn thân ái và hẹn gặp lại trên kênh triệu gia